Con muốn thông báo với cả nhà một tin vui. Con vừa được lên chức tổng giám đốc của công ty xây dựng toàn cầu. Trời ơi, anh giỏi quá à. Đây là danh thiếp của con. Kem, đây của nội. Đây, dạ của A. Hừ, em chuyển công ty rồi sao? Không, đây là công ty con của tập đoàn em chuẩn bị thành lập. Chuyện lần trước anh nói với em suy nghĩ đâu rồi? Em vẫn đang suy nghĩ. Anh bực bội em quá. Sao tự nhiên bực bội em? Anh ghi mấy cái lô đất rất là đẹp để dành cho em. Anh không bán ai hết. Em còn suy nghĩ cái gì nữa? Thì em cũng muốn làm giàu lắm chứ bộ. Nhưng mà khổ nổi bây giờ đụng đến giấy tờ nhà của ba mẹ. Nó đâu có dễ dàng đâu. Em muốn dễ không? Anh chỉ cách cho em. Anh cho em làm tổng giám đốc thiệt hả? Trước giờ có khi nào anh hứa em việc gì mà anh không thực hiện được cho em không? Đúng là vậy, nhưng mà chức tổng giám đốc này nè, em chưa từng nghĩ tới. Em đủ tài năng để ngồi vào chiếc ghế đó mà. Hân à, em hãy sắp xếp công việc lại đi. Đừng có làm đêm nhiều quá. Hạn chế đi ăn tối với khách. Em dành thời gian ở nhà trông con đi. Anh không muốn em dùng hết tất cả việc trông con cả ngày lẫn đêm cho mẹ. Nói qua nói lại, rốt cuộc anh chỉ muốn kiểm soát em chứ gì? Nếu nội trợ thì sẽ không đi làm, còn nếu đã đi làm thì sẽ không nội trợ. Em chỉ có thể làm được một trong hai việc đó thôi. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh Giải Trí TV.